chào anh em, chúng ta tất cả em đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích thử con tướng Barbara nha, tướng dạng support healer anh em ạ. Đây là một con tướng anh em có thể nhận hoàn toàn miễn phí khi em đặt hạng bảo hiểm cấp 20 hoặc anh em quay những cái vòng quay ở cầu nguyện, anh có thể sở hữu được Barbara thôi. Rất đơn giản. Giới thiệu qua nhân vật của chúng ta thì Barbara là thuộc chòm sao cung mệnh cung kim bôi, ngày sinh ngày 5 tháng 7 nha. Barbara tiểu sử là một mục sư tế lễ của giáo hội Tây Phong, đồng thời cũng là thần tượng và sáng ở Mondstadt. Đây là một ca sĩ em ơi, thần tượng ca sĩ. Cùng điểm qua kỹ năng của Barbara đi. Tấn công thường, giọng cao của nước. Tấn công thì con đón 4 đòn đánh cơ bản anh em ạ. Đánh thuộc tính thủy này. Sát thương đồng 1 là 37%. Uầy, sát thương tay đánh thì rất là bé thôi anh em ơi. 37,8% đây đúng là một điểm yếu của Barbara rồi. Sát thương tay lần 2 là 35,5%. Lần 3 là 41%, sát thương lần 4 là 55,2%. Đấy, sát thương một tay đang còn rất bé thôi. Skin của Barbara thì skin chính là cái thiên phú chiến đấu, triệu hồi những giọt nước nhảy nhót như tiếng hát, tạo thành một vòng âm thanh gây cho kẻ địch xung quanh sát thương tốt thủy, và thi triển trạng thái ẩm ướt các bạn. Vòng âm thanh này thì khi Barbara tấn công thường chúng địch thì cả động sẽ nhận là cả động và các nhân vật cùng phe đó sẽ được hồi HP, lượng hồi HP phụ thuộc giới hạn HP của Barbara. Khi trọng kích chúng thì có thể hồi nhân 4 này. Mỗi một khoảng thời gian thì sẽ hồi HP cho nhân vật hiện tại. Di chuyển trạng thái ở mướt cho nhân vật và địch có tiếp xúc. Lượng trị thương 0,75% giới hạn HP cộng 72. Trị liệu kéo dài 4% giới hạn HP cộng 385. Mỗi là HP càng cao như vậy thì trị liệu một số chúng ta càng được nhiều máu. Sát thương thủy châu 58,4%, thời gian kéo dài 15 giây, cooldown 32 giây. Cái này thì anh em biết là chúng ta bùi gì ở đây anh em ạ, bùi mắc máu nha. Support healer này bùi mắc máu, mắc tăng luôn để cho nó khỏe anh em ạ. Kit ultimate hồi lượng lớn HP cho đồng đội ở gần và tất cả các nhân vật trong đội, lượng hồi phụ thuộc vào giới hạn HP của Barbara. Trị liệu là hồi 17,6% giới hạn HP. Những skill này của Barbara thì chủ yếu dựa vào cái giới hạn HP, càng cao thì hồi càng được nhiều máu. Skill bị động này là khi nhân vật trong vòng âm thanh của buổi diễn giảm 12% thể lực tiêu hao. Skill lặp lại khi nhân vật nhận được nguyên tố tinh cầu hoặc nguyên tố hạt nhân, vòng âm thanh của buổi diễn bắt đầu sẽ có dài thêm 1 giây. Đây, sẽ là từ tăng lên từ 15 giây thành 16 giây anh em ạ. Skin bị động này nó gọi là phế rồi. Có 1 giây chả đáng bao nhiêu đâu. Skin thiên phú này là nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại hồi phục có tỷ lệ 12% nhân 2 sản lượng. Chúng ta xem phần cung mệnh đi. Ca dao sắc màu này, cứ 10 giây sẽ hồi phục 1 điểm năng lượng nguyên tố trong Barbara. Bùng nổ nguyên khí, cooldown của buổi diễn bắt đầu giảm 15% trong thời gian kỹ năng tồn tại. Sát thương nguyên tố thủy và nhân vật tăng 15%. Ngôi sao ngày mai, cung mệnh tầng 3, cấp kỹ năng kỳ tích vinh diệu cấp 3, tăng nhiều nhất 15 cấp. Nỗ lực là ma thuật. Khi Barbara dùng trọng kích, khi đánh trúng một kẻ địch sẽ hồi phục 1 điểm năng lượng nguyên tố. Tona hồi 5 điểm năng lượng nguyên tố. Liên kết thuần khiết, cấp kỹ năng buổi diễn bắt đầu cộng 3. Dành cho em thứ tốt đẹp nhất khi Barbara ở trạng thái chờ, nếu có nhân vật trong đội ngã xuống sẽ lập tức hồi sinh nhân vật đó anh em ơi. Hồi phục 100% HP cho nhân vật. Hiệu quả này 15 phút chỉ thi được 1 lần, wow. Con này đúng là con support chính hiệu rồi anh em ạ, đỡ tốn trứng để anh em chế biến trứng chiên rồi. Ngon quá nhỉ.
chuyển đó, chuyển chiêu đây anh em ơi, chúng ta test luôn. Còn về cách bui Barbara thì anh em mới chơi bui cánh dị vật thì anh em bui cho mình tăng HP nha, mấy cái món nhà mạo hiểm này, cả vật may mắn này đó, tăng cho nó lên đép cao cao một tí nó đỡ chết anh em ạ. Nhưng anh em chưa có mấy cái cánh dị vật 4 sao 5 sao ấy, anh em chưa, anh em để dành dương hiếm, anh em nào chưa ra phong cách để dành dương hiếm của mình để đợi cao cao được em mới ăn dương ấy, thì anh em chưa tặng mấy cái cánh dị vật nhà mạo hiểm ấy, vật may mắn như Barbara. Chúng ta đi test thử nhé. Đấy, anh em thấy có máu chưa? Cộng 548 máu cho Xiang Ling. Giờ đánh nó còn hồi được thêm máu nữa cơ. Để cho những cái nhân vật này của mình mất máu thì chúng ta sẽ triệu hồi Barbara lên để hồi máu cho team nha. Tìm rất nhiều luôn. Tìm chắc chắn anh em phải có một con healer rồi. Hiện tại thì game của chúng ta đang khá là ít các nhân vật anh em ạ. Game rất là ít. Chỉ có một vài con như con healer như Noel này, Chi-Chi, Barbara. Thì toàn là DPS support thôi anh em ạ. Chứ healer khá là hiếm, ít ít sử dụng chọn. Không biết tương lai có những thêm những nhân vật gì mới không nha. Đấy thì mình chưa biết, tại vì mình cũng mới chơi được những ngày thôi anh em ạ. Hy vọng trong tương lai của chúng ta sẽ được nhiều nhân vật ngon xịn xò hơn. Là xinh anh em ạ, xinh linh luôn. Thôi clip của mình cũng dừng lại tại đây thôi. Anh em nào sở hữu được Barbara rất dễ anh em ạ. Anh em nên cân nhắc việc là mua Barbara nếu mà chưa có Chi-Chi 5 sao trong đội hình, thì Barbara là một sự chọn là không thể nào ngon hơn được nữa rồi. Clip của mình dừng lại tại đây thôi. Bye bye anh em, hẹn lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye. Ô, bây giờ đến gần cây nó tự dụng trái cho anh em nhặt anh em ạ. Hồi như vừa có bản cập nhật mới. Ok, phết nhở. Bye bye anh em nha.